Rồi, xin chào các bạn. Mình là Hải Vũ. Và đây là Phúc Ngô các bạn. Và sáng hôm nay Phúc Ngô quyết định ghép lại cho cái mic này. Cái mic này vừa rồi mình đăng lên cho các bạn xem là Phúc Ngô cũng vừa cắt sữa. Vừa cắt sữa xong. Thì đến đây thì cũng được 2 tuần rồi các bạn. Cái này Phúc Ngô cắt vào ngày 6 tháng 11 và nay là ngày 19 thì được 2 tuần. Thì các đầu mạch mạch cắt thì cũng đã có dấu hiệu bo rồi các bạn. Cái này đang đang được dưỡng rất tốt, đã được che dù và vô chậu mới đất mới cho cây mai này. Cây mai này có cái hành cũng rất là lớn các bạn, hành 120, hơn 120. Và cái mai này mình thấy nó đang có rất là nhiều tai cành. Và quyết định sáng nay Phúc Ngô quyết định ghép lại, ghép toàn bộ hết lại các bạn. Và clip này cũng khá là dài. Thì các bạn muốn xem ghép thì hãy chờ xem Phúc Ngô sẽ ghép hoàn thiện cái mai này như thế nào. Các bạn xem lại. Các bạn xem lại tổng quan cây mai trước khi Phúc Ngô ghép. Cây mai có cái dáng dáng quá đẹp các bạn ơi. Có tai cành và dáng khá là đẹp. Đây là một cây khế bonsai các bạn. Cây khế này có cái form cũng rất là nhỏ, form tầm khoảng 1 mét. Cây khế này đang đeo trái rất là nhiều các bạn. Các bạn xem. Thank you.
đây mà tiền bọt là đủ mãi quằn quằn miết đi chứ vậy. Ấn tiền của ông dân. Và cây này cũng khá là nhiều tay cành các bạn ơi. Thì trong thời gian ghép thì cũng nãy giờ thì cũng khá là lâu. Các bạn xem thì mình cũng xem cho các bạn xem cho vui các bạn, quay cho các bạn xem cho vui. Và mình sẽ không quay cặn kẽ những cách của Pháp Ngô ghép nữa. Thì vì Pháp Ngô đã ghép trong nhiều clip trước của Hải Vũ rồi. Và mình quay chung chung cho vui các bạn xem cho vui. Nếu các bạn nào muốn xem kỹ thuật ghép của Pháp Ngô thì hãy lục vào những cái trang trước. Pháp Ngô đã ghép nhiều cây trong trong clip trước rồi các bạn. Và clip này thì chỉ còn được 10 đến 20% nữa là hoàn thiện rồi các bạn. Còn một khúc đầu ngọn và vài cành nữa là hoàn thiện. Và và sẵn đây anh em mình là tâm sự một tí các bạn. Nói chung là Hải Vũ trong thời gian qua cũng rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cảm ơn 6.500 người đang ủng hộ Hải Vũ trong suốt thời gian qua. Thì cũng nói chung là mình anh em trong nhà vườn mình thì có những kỹ thuật gì thì cũng quay lên chia sẻ cho các bạn cùng xem cho vui. Và bạn nào thích học hỏi được gì thì cứ xem video của Hải Vũ. Và các bạn có yêu cầu gì về trong clip của Hải Vũ thì hãy bình luận dưới phần tin nhắn. Chẳng hạn như các bạn muốn Hải Vũ quay một số kỹ thuật của Pháp Ngô làm cây cảnh, làm quay nhiều cho các bạn xem thì Hải Vũ sẽ thực hiện. Hay là cách vô đất thay chậu, hay là mua bán cây cảnh, hay là tham khảo các nhà vườn lớn khác. Thì Hải Vũ các bạn cứ bình luận dưới phần tin nhắn. Và hiện giờ nhà vườn Phước Ngô mình đang có một số lộc vừng cỡ trung và cỡ lớn các bạn, cỡ cao tầm khoảng 3 mét và có đường kính tầm khoảng 100. Và nhà vườn mình đang có hiện giờ đang có khoảng 7-8 cây. Nếu bạn nào có nhu cầu giao lưu về lục vừng, hoa giấy và một số cây cảnh khác thì hãy điện thoại trực tiếp cho Hải Vũ. Hải Vũ sẽ hỗ trợ hình ảnh và giá cả cho các bạn. Và một số cây bonsai nữa các bạn. Bonsai. Và các bạn nào có nhu cầu về cây cảnh, về cây công trình bóng mát hay là trang trí khách sạn, nhà hàng, biệt thự cần số lượng lớn thì hãy điện thoại cho Hải Vũ. Hiện nay Hải Vũ đang có một số nhà vườn cũng đang có một số cây
nhu cầu lớn, giao lưu với nhu cầu lớn các bạn. Các bạn nào có công trình gì đó thì hãy điện thoại trực tiếp cho Hải Vũ. Hải Vũ sẽ hỗ trợ thêm hình ảnh để các bạn tuyển chọn một số cây đẹp. Và rồi thì clip này thì đến đây thì cũng đã kết thúc rồi các bạn. Mình quay cho các bạn xem cho vui một số tay cành Phúc Ngô vừa ghép xong. Các bạn, cây này thì khoảng 2 năm sau thì nó bục bông rất là mạnh các bạn, chơi rất là ok rồi, tay cành đầy đủ rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube Hải Vũ trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.